Xin kính chào tất cả quý khách hàng, các cô chú, các anh chị em đang theo dõi kênh của em Hồng Thanh Hàng Thùng, chuyên về hàng si tuyển của các thương hiệu lớn đến từ Úc, Hàn, Nhật, Mỹ. Em kính chúc tất cả quý khách hàng có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều năng lượng. Hôm nay thì em Thanh quay trở lại với các anh chị cô chú. Sau 2 ngày em không có lên được video ạ. Và em quay trở lại ngày hôm nay với mã là mã áo da. Mã áo da bởi vì thời gian gần đây thì ngoài miền Bắc thì đã có những cái đợt không khí lạnh rồi, và các anh các chú thì cũng có cái nhu cầu sử dụng những chiếc áo da rất là nhiều. Và hơn nữa thì là các anh các chú ở trong miền Nam thì ngoài cái việc là ở miền Bắc thì mình có thể chống lạnh, thì trong miền Nam thì nó thiên hướng về cái phong cách thời trang, và có nó cũng phù hợp với các anh các chú mình để đi du lịch, đi lên các vùng Tây Nguyên, đi Đà Lạt hoặc đi các vùng du lịch xứ lạnh ấy. Thực ra những áo da này nó rất là hữu dụng luôn ấy ạ. Và hôm nay thì em lên khoảng tầm hơn 10 mã thôi. Hơn 10 mã, thực sự là nhà em có về hàng rất là nhiều về mã áo da. Tuy nhiên là mỗi lần em lên với số lượng ít thôi, bởi vì là mỗi lần lên thế này thì rất là nặng. Thực sự nó rất là nặng và em bị khá là mệt sau mỗi lần lên video này. Thì em không để các anh chị cô chú chờ đợi lâu nữa, em sẽ lên các sản phẩm của ngày hôm nay. Và tuy nhiên tất cả các sản phẩm ngày hôm nay thì em sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc khi các anh các chú nhận hàng. Còn trong trường hợp bất khả kháng mình không nhận hàng, sau khi mình có đồng kiểm với shipper thì vui lòng thanh toán phí ship 2 chiều giúp em là 30 ngàn nhá. Sản phẩm đầu tiên hôm nay em lên đấy là mã áo D55. Hôm trước thì em đã lên đến mã D54 rồi và hôm nay em lên mã D55 tiếp tục ạ. Cái này là chiếc áo da lộn cực kỳ dày dặn luôn. Cái này phù hợp với các anh các chú ngoài miền Bắc nhá, miền Bắc và Bắc miền Trung thôi, còn các anh các chú ở trong miền Nam thì mình đi du lịch xứ lạnh mình có thể sử dụng, chứ cái này mặc mà thời tiết miền Nam thì chết nóng luôn đấy đó. Cái này thì là có 3 lớp này, bên ngoài là da lộn nhá các anh các chú, da lộn, tất cả hàng nhà em đều là hàng da thật. Phía bên trong này là lớp dạ này, ở phía giữa nó còn có bông nữa. Cái này bên trong cái lớp lót của nó đẹp cực kỳ đẹp luôn, đúng không ạ? Đây là một em áo da của Hàn Quốc anh các chú ạ, kiểu dáng của nó đây. Kiểu dáng của nó đây, dáng cài cúc nhá. Kiểu dáng suông ấy, kiểu dáng suông. Phía đằng sau đây ạ. Đó. Hôm nay cái góc quay của em nó hơi khác mọi ngày bởi vì là cái kho trên kia, cái phòng trên kia nó quá nhiều đồ rồi, em phải set up thêm một phòng nữa để em quay đấy. Đây. Chất này cực kỳ đẹp luôn. Cái này là da lộn, chất da bò lộn. Đó. Đẹp lắm, em này thì siêu ấm rồi. Em này cực kỳ ấm. Túi đây ạ, túi. Có cả túi đứng này, có cả túi xỏ, túi chéo này. Đó, ở phía bên trong. Bên trong đây. Mã này nhá, mã này D55. Vai 54, bụng 62, dài 76. Vai 54, bụng 62 và dài 76 á. Em này giá là 1 triệu 6 các anh á chú ạ. 1 triệu 6 á. Đó. Rất là đẹp đúng không ạ? Cái này nó cổ, kiểu cái kiểu cổ thì cổ là cổ điển ấy. Các anh các chú nhà em thì rất là thích cái kiểu như thế này. Lên những cái mã áo suông này được mọi người ủng hộ nhiệt tình lắm. Có những cái mã mà em bán rồi nhưng mà phải mấy chục người hỏi đây ạ. Thì hôm nay về những cái mã như thế này nhá. Mã D55, vai 54, bụng 62, dài 76. Em này giá 1 triệu 6 á. Tiếp theo em lên mã D56, một em áo da dê các anh các chú ạ. Mã này là D56 đây. Vai 48, bụng 56 và dài 94 đấy. Em này kiểu là dáng như dáng măng tô luôn. Cái này nó phải chắc là phải cỡ hai con bò mới đủ cái áo này. Vì nó quá là dài. Đó. Mã D56, vai 48, bụng 56 và dài 94 ạ. Em này giá 1 triệu 7 các anh các chú nhá, 1 triệu 7 đấy ạ. Đấy. Này, bên đằng sau là phía nó xẻ đây ạ. À, cái này là kiểu là da dê các anh các chú ạ, chứ không phải da bò. Nó mềm, nó mỏng hơn da bò nhá, nó nhẹ nhàng ấy. Lớp lót của nó đây, lớp lót phía trong của nó đây. Nó như kiểu lớp lót vét luôn các anh các chú ạ, đẹp cực kỳ đẹp. Cái này thì là nó nhẹ nhàng ấy, mặc nó nhẹ nhàng hai lớp, một lớp ngoài là lớp da, phía bên trong thì là lớp lót đấy ạ. Đó. Dáng này dáng măng tô, rất là đẹp, phù hợp với các anh các chú mà mình thích mặc những cái kiểu mà nó lịch lãm, rồi mặc cái dáng này là phù hợp với các chú nhá, các chú mà tầm từ 50 tuổi trở lên là sẽ hợp hơn đấy ạ. Đây, tay của nó đây ạ. Tay của nó đây. Đó. Cái này mặc là phải đến phía khoảng đến đùi đấy ạ. Mã D56, vai 48, bụng 56 và dài 94, giá 1 triệu 7 các anh các chú ạ, 1 triệu 7 cho em áo này, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp cái này đấy.
Đó. Cái này do là cái móc áo của em ấy nó đẩy đấy. Chứ một khi mặc thì mình kéo lên thì nó không bị thò ra như thế này đâu ạ. Rất da, rất là ngon. Tất cả hàng da nhà em thì đều đã hấp. Cái nào mà em chưa làm gì thì em cũng sẽ thông báo luôn. Còn ngày hôm nay tất cả là hàng đã hấp. Mã em đọc lại, mã này là mã D56 nhá, vai 48, bụng 56, dài 74 và giá là 1 triệu 7. Tất cả hàng nhà em thì là đã hấp rồi nhưng mà chưa đánh xi, chưa qua xử lý gì hết. Đó, em hấp cho nó phẳng về trong hàng trong kiện ra. Tiếp theo em lên mã D57. D57 một em áo da bò mài này, cực kỳ đẹp luôn. Vai 55, bụng 59 và dài 80. Đấy, hôm nay chủ yếu là những cái mã áo suông. Có những ngày em lên nó sẽ là kiểu dáng bomber này, rồi biker. Đó, thì hôm nay thì em sẽ lên chủ yếu là dáng suông như thế này. Da bò mài các anh các chú ạ. Cái vai này tầm tầm vai khoảng tầm 52 53 là mặc cũng ok ạ, bởi vì nó là vai dáng vai suông thế này này. Đó, chứ không phải là cái vai ngang như các anh các chú, rất là dễ mặc. Nó phối. Phối đây là màu nâu đen, là màu nâu cà phê ấy với màu da bò. Cực kỳ đẹp, quá là khóa đồng ạ, quá là khóa đồng. Phía bên trong là lót dạ các anh các chú nhá. Phía bên trong của nó là lót dạ đấy ạ. Cái này nó tại vì khóa khóa nó ép ở trong kiện ấy, cho nên là nó còn là hơi đang hơi bị cứng. Còn khi mà em gửi cho các anh các chú thì em phải làm lại cho nó cẩn thận. Để mình các anh các chú về nhận về là mình mặc được luôn, mình không phải sửa gì đâu ạ. Cái nào có vấn đề em cũng thông báo luôn. Phía bên trong của nó đây, cái này nó có phe đi nhá. Đây. Rất đẹp. Màu dạ lót rất là đẹp đúng không ạ? Phối ở bên dưới là mắc dù nhá, anh các chú. Túi của nó đây ạ, có bốn túi đằng trước, có bốn túi. Đây, trên này một túi này, phía dưới này lại có một túi nữa. Rất là dày, cái này là da bò mài các anh các chú nhá. Cái này là da bò mài, hàng cực kỳ đẹp luôn. Mã D57. Bụng. À, em xin lỗi. Vai 53, bụng 59 và dài 80. Vai 53, bụng 59 và dài 80 cho em D57 này, giá là 1 triệu 8 anh các chú ạ. Giá 1 triệu 8 cho em này. Em này nó nặng, nó khá là nặng đấy. Nó là da bò cho nên nó nặng. Mà cái da bò mài này em nghĩ là chắc là mặc hết đời nó không rách được đâu ạ. Nó chỉ có mòn thôi, khi mà mình chạm hay là va chạm ấy, nó có ma sát thì nó mòn dần thôi, nhưng mà nó rất là bền. Thực sự những em này nó cực kỳ bền. Mã D57, vai 53, bụng 59 và dài 80, giá 1 triệu 8. Anh các chú lưu ý giúp em. Với các anh các chú mà mình mặc áo da ấy thì mình cứ mặc là rộng hơn so với áo sơ mi và áo polo một chút, rộng hơn khoảng tầm 2 đến 3 cm cho nó thoải mái nhá, bởi vì là cái áo da nó có độ cứng. Em lên mã D58 này. D58 một em áo da vest, một em áo da dáng vest. Màu đen cổ là cổ vest đấy ạ, cổ là cổ vest như thế này nhá. Phía bên trong này, phía bên trong lót cũng kiểu như lớp vest thôi. Nó nhẹ nhàng, thật ra may những cái kiểu vest thế này thì làm nó kiểu nhẹ nhàng ấy, nó không may dày đâu ạ. Cái này là áo của Hàn Quốc các anh các chú ạ, áo của Hàn Quốc. Mã D58, vai 46, bụng 54 và dài 82. Em này là giá là 1 triệu 3. 1 triệu 3 cho một em áo da vest này, 1 triệu 3 thôi. Da là da thật nhá, 100% da thật. Tất cả hàng nhà em đều là hàng da thật, các anh các chú nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái, em bao kiểm hàng. Rất rất là ngon luôn đấy. 1 triệu 3 em này rẻ quá, có khi em còn đang làm nhầm giá. Đây ạ. Túi rộng lắm, túi rất là rộng. Ôi, cái này có một cái cúc này, có một cái cúc đây, cái cúc này nó bị tuột ra, nó bị tuột ra xong nó để trong túi ấy. Đấy, chắc là cái này là do trong quá trình người ta hấp, thế là nó thấy nó rơi ra, họ cất ở trong túi cho em đó. Mã D58, size 46, bụng 54 và dài 82, giá 1 triệu 3 cho một em áo vest. Em lên mã D59 nhá. Mã D59 này ở dáng kiểu dáng là dáng bomber, dáng bomber nhưng mà nó vừa kéo khóa kết hợp với lại cả cài cúc nữa. À không, em này cài cúc hết các anh các chú ạ, em này cài cúc hết, rất da cực kỳ ngon. Con này thì kiểu dạng nồi đồng cối đá rồi. Đây, tay nhá, tay như thế này, cổ cổ bẻ, cổ bẻ. Tuy nhiên thì là mình các anh các chú ngoài miền Bắc ấy, như hôm mà trời lạnh chẳng hạn thì mình có thể dựng trụ, dựng cổ trụ lên thế này. Cái này da bò, em áo D59 này là chất liệu da bò nha các anh các chú, chất liệu da bò này. Phía bên trong của nó có lót 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 dù, và giữa thì là một lớp bông mỏng. Nó
Mã D59 á. D59. Vai 57, bụng 60 và dài 65. Em này giá là 1 triệu tư các anh các chú ạ. 1 triệu tư cho em này. Kiểu nội đồng cối đá thực sự ấy. Mình cầm em sờ vào cái áo em đã thấy rồi, đã cảm nhận được rồi. Anh các chú về mình cứ mặc thì mình cảm nhận cái chất lượng da. Và em cũng để nguyên da nguyên bản như thế này để lên cùng anh các chú thôi ạ. Chưa có đánh dưỡng, chứ không có đánh xi lại gì hết. Vì em không có thời gian để làm cái việc đó ấy. Trừ khi anh các chú mua xong rồi nhờ em nói em đánh thì em đánh miễn phí cho mọi người. Đó. Một em áo của gì đây? Hanai. Hanai. Cái này chắc là áo của Hàn. Để em xem cái tag của nó. Cái này áo của Nhật các anh các chú ạ. Hàng này là hàng của Nhật nhá, áo của Nhật. Mã D59 này. Vai 57, bụng 60 và dài 65. Vai 57, bụng 60 và dài 65. Mã D59 giá là 1 triệu tư các anh các chú ạ. 1 triệu tư cho một em áo da bò này, siêu chất. Siêu chất luôn. Em lên mã D60. Lại là một em áo dáng suông. Đấy, hôm nay em vào rồi chủ yếu lên mã dáng suông. Để cho các anh các chú mà mình chưa mua được những em áo hôm trước mà hỏi em rất là nhiều ấy. Hôm nay đây. Hôm nay là ngày dành cho các anh các chú mà thích dáng suông. Mã D60. Vai 58, bụng 62 và dài 84 nhá. Đây ạ, dáng suông. Cái này có cả cái dây rút nữa cơ. Đó, khóa là khóa đồng các anh các chú ạ. Khóa là khóa đồng này. Không có cái dây kéo ấy, dây rút ở eo. Tuy nhiên thì nó làm gọi là cho có thôi, chứ còn em nghĩ là chẳng ai sử dụng được cái dây đấy để kéo đâu. Vì nó, cái này nó dáng suông, mặc nó sẽ đẹp hơn đấy ạ. Cứ để suông thế này thôi. Tay của nó đấy, tay của nó cũng là tay suông. Tay của nó tay suông có một cái cúc cài như thế này. Đó. Cái này các anh các chú mặc ở bên trong ấy, mình mặc với lại phối với lại những cái áo sơ mi xong mình đeo cà vạt vào. Rất là lịch thiệp luôn. Các anh các chú mà tầm lớn tuổi ấy, từ 50 tuổi trở lên mặc hợp lắm. Hoặc những em này cực kỳ hợp. Mã D58. À, em xin lỗi, D60. Vai 58, bụng 62 và dài 84. Em này là giá 1 triệu 7 các anh các chú nhá. 1 triệu 7 thôi ạ. Đó. Da rất là đẹp luôn, da rất là ngon. Thực sự đấy. Em chỉ cần mới hấp thôi, không qua một xử lý một cái gì mà chất da nó lên như thế này. Các anh các chú cứ nhận hàng bên em đi, kiểm tra hàng thoải mái, em cũng không cần anh các chú đặt cọc gì đâu. Mình cứ nhận hàng cho thoải mái nhá. Mã D60, vai 58, bụng 62 và dài 84, giá 1 triệu 7. Bởi vì mình tự tin về chất lượng hàng của mình mà, cho nên là các anh các chú cứ nhận hàng kiểm tra thôi, đặt cọc thì đâu giải quyết được cái gì đúng không ạ? Mã D61. Ôi, một em áo màu rêu này. Siêu chất luôn, màu này cực kỳ lạ các anh các chú ạ. Những cái áo mà màu nâu với màu đen ấy thì mình gặp rất là nhiều, nhưng mà những em áo màu rêu này thỉnh thoảng mới có. Trong mấy video của em, trong tầm đây là video thứ 5 em lên về áo da, thì đây là em thứ hai nó có về cái màu rêu này. Hôm trước có cái màu rêu mà nó còn kiểu trông nó tươi hơn ấy. Đây thì hôm nay em này thì cực kỳ đẹp rồi. Đẹp lắm luôn. Chất này, chất siêu chất. Mua được những em này thì các anh các chú mặc thì nó đẹp lắm. Dáng này dáng suông nhá, màu thì lại màu rêu. Màu rất là lạ. Đẹp tay của nó đây. Chất da cực kỳ ngon. Đó. Cái này là cái gì đây? Không không sao đâu các anh các chú ạ. Đó, cổ. Cái này cài cúc này, cài cúc và có nẹp, có đệm vai. Em này có đệm vai các anh các chú ạ. Cái này thì nó bên ngoài là da bò, bên ngoài là da bò, trong là trần này. Trong là trần nhá, có một lớp bông mỏng thôi, một lớp bông rất là mỏng. Tuy nhiên thì cái chất liệu này nó phù hợp với các anh các chú ngoài miền Bắc, phù hợp hơn ạ. Đó, em này mặc dáng suông cực kỳ đẹp luôn. Mã D61 này. D61, vai 50, bụng 59 và dài 81. Giá là 2 triệu cho em da bò này. Giá 2 triệu cho em da bò màu rêu. Đó. Mà cực kỳ đẹp, trông nó bụi bặm lắm. Nó không phải là những cái màu cơ bản đâu, nó không phải những màu cơ bản. Thường là những cái màu mè như thế này có thể là có những cái em màu cam, màu đỏ ấy, nhưng cái màu của nó sẽ bị chói đúng không ạ? Nhưng màu này thì đẹp lắm, màu này thì nó thiên về kiểu trông nó khỏe khoắn, trông nó khỏe khoắn và bụi bặm ấy. Để em xem nó là của Hàn hay của Nhật. Áo này là áo của Nhật các anh các chú ạ. Đây, tag của nó đây. Tag của nó đây. Phía bên trong nhá, phía bên trong lót dù trần màu rêu luôn, đẹp lắm, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Mã D61, vai 50, bụng 59 và dài 81, em này giá 2 triệu. Giá 2 triệu
siêu đẹp luôn. Anh các chú mà thích những cái màu lạ thì múc luôn con này đi ạ. AD61 giá 2 triệu. Em lên mã D62 này. D62 lại là một em dáng suông. Lại là một em dáng suông. Màu đen ạ, màu đen. Em này thì kéo khóa. Em này kéo khóa và cổ vẫn là cổ bẻ, cổ vẫn là cổ bẻ. Mã D62, vai 53, bụng 59 và dài 83. D62 ạ, vai 53, bụng 59 và dài 83. Em này giá 1 triệu 7 các anh các chú nhá. Em này giá 1 triệu 7 này. Đó, khóa đồng. Phía bên trong đây, phía bên trong. Thực sự là em chưa có là được. Chưa có là được chứ còn là lên thì nó sẽ đẹp lắm. Em vừa mới từ Hà Nội vào. Vừa mới từ Hà Nội vào hôm qua cho nên là em cũng vội vàng để chuẩn bị hàng. Để hôm nay lên cùng với mọi người đấy ạ. Cái này là của Nhật nha các anh các chú. Hàng này là hàng của Nhật. Chất siêu ngon. Đó, màu đen. Cái này hai lớp thôi. Ở ngoài là da, bên trong thì là lót dù. Mã D62. Vai 53, bụng 59 và dài 83. Vai 53, bụng 59 và dài 83. Mã D62 giá 1 triệu 7 các anh nha chú ạ. 1 triệu 7 cho em áo này. Tay của nó đây ạ. Tay của nó đây nhá. Đó, 1 triệu 7. D62. Em lên tiếp tục mã D63 này. D63. Em này rất là hay, em này cũng cũng là dáng suông, cũng là dáng suông. Đấy, anh các chú nhìn này, cái túi của nó là túi đứng, túi là túi đứng. Áo này thì là áo hai lớp thôi, hai lớp và có đệm vai nhá, anh các chú. Này cái áo này là size M. Phía bên trong nó lót là gấm này, ngoài là da, bên trong nó lót gấm này, siêu đẹp luôn. Mã D63. Vai 56, bụng 60 và dài 80. D63. Vai 50. À em xin lỗi, vai 56, bụng 60 và dài 80. Em này giá là 1 triệu 7 các anh các chú ạ, 1 triệu 7 cho em áo này. Đẹp lắm, đẹp cực kỳ luôn. Mặc những cái dáng áo ngắn ý, thực sự là không phải ai cũng hợp. Không phải ai cũng hợp, còn mặc áo dài này thì các anh các chú lớn tuổi mình mặc nó tiện lắm. Mình mặc kiểu trông lịch sự ấy, trông lịch sự, hợp với độ tuổi của mình hơn đấy ạ. Đấy, túi ấy. Tuy nhiên thì tùy theo phong cách thôi, có những anh những chú lớn tuổi mà vẫn thích phong cách trẻ trung thì mình kể cả những cho con biker mình vẫn mặc ok. Đây, có túi trước ngực này, bên trong lót gấm nhá. Cái này thì em là qua một cái thì nó đẹp mê hồn luôn. Đó. Da bóng lừ mặc dù em mới hấp, chưa qua xử lý cái gì. Những con như thế này các anh các chú cứ mua về thôi, không cần em cũng không cần phải đánh dưỡng đánh si gì đâu ạ. Bởi vì nó rất là đẹp rồi, mình cảm nhận được cái chất liệu da nguyên bản của nó. Khi đến các tay canh các chú có lúc ý mình cần dưỡng hay là mình muốn là nó đẹp hơn, nó bóng hơn ý, thì mình đánh. Còn em thấy như thế này rất là ok rồi. Thực sự màu nó rất là đẹp rồi. Đó, có túi, một cái túi ở trên này. Hai cái túi đứng ở dưới. Mã D63, vai 56, bụng 60 và dài 80. Em này giá 1 triệu 7 các anh các chú nhá. 1 triệu 7 này. Cho em dáng suông đây ạ. Đường may của nó đây. Các anh các chú nhìn cái đường may của nó này. Đẹp, vô cùng đẹp luôn á. Đây ạ. Già, già đẹp đúng không ạ? Em zoom cận cảnh như thế này các anh các chú nhìn là rất là rõ rồi. Đó. Đẹp. Mã D63, vai 56, bụng 60, dài 80, giá 1 triệu 7. Em lên mã D64. D64. Đây ạ. Cũng là một em áo dáng suông. Cũng là một em áo dáng suông mà tay nó cũng là tay suông nhá. Tay nó là tay suông. Mã D64 này. Vai 57, bụng 62 và dài 82. Em này là cài cúc anh ha chú ạ. Em này là cài cúc và có dây rút. Tay suông thế thôi ạ. Da rất là mềm, con này da mềm lắm, kiểu nó như kiểu da cừu ấy. Cái này á, kiểu da thật, nhìn thấy cả lỗ chân lông luôn này các anh các chú này. Đó, anh các chú nhìn nhá. Đó, có cả thấy lỗ chân lông luôn đấy. Mình về mình cứ thử, mình cứ check da thoải mái. Mã D64. Vai 57, bụng 62 và dài 82. Mã D64. Giá là 1 triệu 6 các anh các chú ạ. 1 triệu 6 cho em D64 này nhá. 1 triệu 6. Đây ạ, chất da của nó đây. Anh các chú nhìn thấy cái lỗ chân lông không? Đó. Mã D64. Vai 57, bụng 62 và dài 82. Giá 1 triệu 6 ạ.
Em lên mã D65. D65 một em dáng kiểu bomber, và đây ạ. Cái form này nó khá là rộng mà cái chiều dài của nó vừa phải thôi, phù hợp với các anh các chú mà kiểu chiều cao vừa phải. Cái này cao khoảng tầm 1m65 thì các anh các chú sẽ mặc vừa này. Và bụng bự, vai to bụng bự thì mặc như em áo như thế này. Tuy nhiên vai này kiểu dáng vai trễ nhá. Cái dáng này là dáng vai trễ, chứ người Việt Nam mình ít ai mà vai to để mặc vừa jean cái áo như thế này. Ít người. Mã D65, vai 58, bụng 60 và dài 63, phù hợp với các anh các chú mà chiều cao tầm 1m65 trở lại chưa ạ. Giá là 1,5 triệu các anh các chú ạ, giá 1,5 triệu cho một em áo này. Chất này. Cái này trông nó kiểu thế nào nhỉ? Trông bụi bặm ấy, trông bụi bặm rất là phong cách. Đây. Cổ của nó đây ạ, cổ của nó đây. Đó. Nếu các anh các chú mà thích mình đi đường ấy, mình đi đường hoặc là những ngày trời lạnh hẳn thì mình cài cổ vào như thế này, cài mấy cái nút này vào. Đó. Còn mình bỏ ra thì nó lại dáng như kiểu một em biker luôn. Ô, cái này cái gì đây? Cái cúc. Để em một xíu. Áo nó nặng quá ấy. Nhiều khi em cầm em lên một cái áo nó khá là vất vả. Không mà em này thì chắc là các anh các chú mà phải cài hết lên nó sẽ đẹp hơn ấy. Bởi vì em thấy mở ra nó bị nhiều nhiều chi tiết quá không? Đó. Đây, nó rất là nhiều cúc, nó rất là nhiều cúc luôn. Cái này là có đệm vai này, có đệm vai mềm. Bên trong là lót dù màu nâu nhá, lót dù à, màu màu rêu, em nhầm. Da đen và lót dù màu rêu. Mã này là mã D65, vai 58, bụng 60 và dài 63. Giá 1,5 triệu ấy. Giá 1,5 triệu cho em D65 này. Em lên mã D66. Mã D66 này. Em này chất mà có dày dặn ấy, cầm nặng chịch tay các anh các chú ạ. Mã này là mã D66, vai 55, bụng 57 và dài 77 ạ. Đây, phía bên ở bên ngoài nhá, bên ngoài là một lớp da dày, da bò. Bên trong ạ, bên trong thì là trần chám dù này và có một ít bông nữa. Lớp bông mỏng thôi, lớp bông mỏng thôi ạ, nó không quá dày. Mặc như em này thì rất là dễ mặc rồi. Còn nhiều khi những cái em mà nó dày quá ấy, thì trời lạnh hẳn thì mình mới mặc được. Còn trời thời tiết nó hơi hơi se lạnh mặc nó sẽ bị khó chịu đấy ạ. Thì mặc như em này thì mặc nó rất là dễ. Trời lạnh hay là trời hơi se lạnh mình vẫn mặc nó phù hợp luôn. Mã D66, vai 55, bụng 57 và dài 77. Em này giá 1,7 triệu các anh các chú ạ. 1,7 triệu cho em áo này nhá. Cài cúc, nó cài cúc này. Có túi đứng ở đây ạ. Có túi đứng và có cái túi xỏ hai bên này nữa. Nó là bốn túi ở trước, bốn túi ở phía trước, bên trong chắc là nó vẫn có túi đấy. Thường nó sẽ có túi. Tuy nhiên, kể cả nó không có túi thì các anh các chú mặc để những con này thì để điện thoại các thứ thì vô tư rồi. Mình không sợ bị nó rớt đồ đâu. Có túi các anh các chú ạ, có túi. Cái này trần chám toàn bộ ở phía trong. Đây, phía bên trong nó trần chám đấy ạ. Mã D66 nhá. Vai 55, bụng 57 và dài 77, giá 1,7 triệu cho em D66 này. Chất da bò. Em lên mã D67 này. Mã D67. Một em áo dáng bomber, một em áo dáng bomber. D67, vai 50, bụng 53 và dài 62, giá là 1,3 triệu. Vai 52, em xin lỗi. Mã D67 này, vai 50, bụng 53 và dài 62. Em này giá 1,3 triệu. Giá 1,3 triệu thôi ạ. Phía bên ngoài nó là da nhá. Bên trong nó một lớp giáp dù này và có bông nữa canh các chú ạ. Đây, cái này của Dark Club. Biết của Hàn hay của Nhật, thường là những cái áo da này nó có thể là của Hàn hoặc của Nhật thôi. Lâu lâu gặp được một em áo của Mỹ hoặc là của Ý. Nó tay của nó đây ạ, tay của nó như thế này, kiểu cả dáng này là cổ bẻ nhá anh các chú. Cái này nó là bomber mà nó phối ở hai bên này, nó có một ít chun ở hai bên này thôi ạ. Đó, mã D67,
vai 50, bụng 53 và dài 62. Em này giá 1,3 triệu. 1,3 triệu cho một em áo da thật rất là đẹp. Em lên mã D68 này, mã cuối cùng của ngày hôm nay. Em lên mã D68 gần cuối cùng. Đây ạ. Em này thì là có mũ, em này có mũ này, mã D68 của shop Uban. Để em xem. Ui, em này thì đẹp lắm, chất nó đẹp ý, chất nó đẹp kiểu chất nồi đồng cố đá các anh các chú ạ. Mình mặc có mà mặc mãi không, cái này là hàng của Nhật nhá. Còn mặc chục năm, 20 năm vẫn ok nhá. Mã D68, tay 55, bụng 57 và dài 72. Áo này có mũ có thể tháo rời, mũ có thể tháo rời đúng không? Mũ có thể tháo rời các anh các chú ạ. Đó. Mặc cái này ngoài thời tiết miền Bắc những cái hôm mà trời lạnh ấy, lạnh sâu thì gió ở ngoài mà khóc thôi ạ, bởi vì nó rất là ấm. Bên ngoài nó là một lớp da này, lớp da rất là dày. Phía bên trong nó lại lót lót cả là phần bông nữa, ấm cực kỳ ấm. Mã D68, vai 55, bụng 57 và dài 62. Tuy nhiên này, tuy nhiên em bán em này rẻ nhá. Nó chẳng có bị lỗi gì cả, nó không bị rách, nhưng mà cái phần này này. Đây, phía bên dưới này nó hơi bị nhăn. Nó hơi bị nhăn và em hấp rồi nhưng mà nó không có ra được, và em cũng không biết xử lý như thế nào thực sự luôn. Đấy, nó chỉ bị nhăn như thế này thôi chứ nó không bị sao hết. Vai 55, bụng 57 và dài 82. Mã D68 em chỉ bán 800 em này thôi. Trời ơi, một em áo da thật rất là dày, mà dáng là dáng dài nhá, dáng là dáng dài, dáng suông. Mà bán 800 nghìn, quá rẻ luôn, chỉ vì một cái lỗi nhỏ. Chỉ nếu nếu mà nó không bị như thế này, ở cái góc này nó không bị như thế này thì em bán con này tầm 1,7 triệu đến 2 triệu. Mà nó chỉ một lỗi nhỏ là thế thôi. Đấy, áo nhà em có vấn đề gì em báo luôn với các anh các chú nếu mà em nhìn thấy vấn đề. Mã D68 á, vai 55, bụng 57 và dài 82. 800 nghìn cho em áo này thôi. Siêu đẹp đúng không ạ? Các anh các chú mua về mình mặc đi lao động cũng được. Ở miền Bắc ấy, miền Bắc những cái thời tiết mà trời nó lạnh cho nó mưa phùn ấy, thì thực sự là những cái em áo như thế này không biết là bao nhiêu cho nó đủ đâu ạ. Em lên mã cuối cùng này. Đây là với lại mã cuối cùng. Mã D62 nhá. Mã D60. À, em xin lỗi, mã D69 á. Nhầm. Mã D69 là em áo cuối cùng của ngày hôm nay. Vai 57, bụng 58 và dài 78. Em này thì là cổ lông cừu. Cổ lông cừu và là áo da da da. Nó kiểu da gì nhỉ? Nó là kiểu da bò mài á. Đây, cổ là cổ lông cừu không tháo rời, cực kỳ ấm luôn. Tay nó này, tay nó cũng là có lông luôn. Đó, mặc cái này siêu ấm rồi. Mặc cực kỳ ấm, mặc anh các chú miền Bắc mặc ạ. Còn miền Nam mình không nên mặc. Cái này là áo của Hàn Quốc anh các chú ạ. Đó, có khóa và có cúc này. Có cúc gỗ. Cúc gỗ hay cúc nhựa mà giả gỗ gì đấy. Mã D69. Da, da là da lộn nhá các anh các chú. À, em nhầm. Bò mài, đây là bò mài đây ạ. Có trần trám, có một lớp bông ở trong. Em này thì siêu ấm rồi, có độ đỡ, có đệm vai. Mã D69, vai 57, bụng 58 và dài 78. Mã D69, vai 57, bụng 58 và dài 68 nhá. Đây ạ, dáng của nó đây. Em này giá là 1,5 triệu các anh các chú ạ. 1,5 triệu cho một em áo D69 này. D69. Chất là chất da mài nhá. D69, vai 57, bụng 58 và dài 78. Giá 1,5 triệu, siêu ấm luôn. Đấy, chỉ với 1,5 triệu hoặc là có những em áo nó kiểu trên đấy, nhà em chỉ bán kiểu giá tầm giá như thế thôi, rất là đẹp và phù hợp đúng không ạ? Và phù hợp để các anh các chú mình mua mình sử dụng. Hôm nay thì em đã lên được 2 4 6 8 10 12 14 15, 15 mã sản phẩm áo da. Các anh các chú mình có nhu cầu mà mình mua em áo nào thì vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc Zalo của em Thanh 0832 625789 để em gửi hàng cho mọi người ạ. Em xin cảm ơn tất cả các quý khách hàng luôn ủng hộ và luôn theo dõi kênh của em. Em xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của em ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.